Phát biểu tại lễ khởi động, Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Mỹ, ca ngợi sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam trong tiến trình chung tay xoa dịu vết thương chiến tranh. Ông cho rằng dự án chung này là cột mốc đỉnh cao trong nhiều năm hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam, bắt đầu từ những năm 1980, khi chính phủ Việt Nam cung cấp hỗ trợ vô giá đối với Bộ Quốc phòng Mỹ trong việc tìm kiếm lính Mỹ mất tích trong chiến tranh. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, đánh giá cao các cơ quan chức năng của Việt Nam đã nỗ lực, cố gắng phối hợp với cơ quan chức năng của Hoa Kỳ thực hiện khối lượng rất lớn công việc và làm tốt công tác tổ chức lễ khởi động dự án, đánh dấu một sự kiện quan trọng trong hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về khắc phục hậu quả chiến tranh. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao phía Hoa Kỳ đã tích cực hỗ trợ xây dựng dự án, đặc biệt là sự quan tâm, hỗ trợ của các thượng nghị sĩ Mỹ dành cho dự án trong thời gian qua. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Quốc phòng, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ, tổ chức thực hiện thành công dự án, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý việc đảm bảo xử lý triệt để theo quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam, đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người, tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ để huy động nhiều nguồn lực nhằm thúc đẩy công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam. Ngay sau buổi lễ, các đại biểu tham dự đã cắt băng khởi động dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa. Theo kết quả đánh giá, khối lượng đất và trầm tích nhiễm dioxin tại đây cần xử lý là 500.000 mét khối, gấp khoảng 4 lần so với khối lượng đã xử lý tại sân bay Đà Nẵng. Theo ước tính của các cơ quan chức năng Việt Nam và Hoa Kỳ, chi phí xử lý cần trên 390 triệu đô la Mỹ. Đây là một trong những dự án xử lý dioxin có quy mô lớn nhất thế giới. Thời gian thực hiện dự án có thể kéo dài đến trên 10 năm. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của hai phía, Việt Nam, Hoa Kỳ và với bài học kinh nghiệm từ dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng, hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ tin tưởng dự án sẽ thành công.